nhắn vô các chị yêu. Anh đang xem thì like và chia sẻ bài viết giúp em với nha. Em ở Đắk Song chị Minh Thư Lê ạ. Ở Đắk Song chị ạ. Nhắn vô mấy chị. Anh đang xem thì like và chia sẻ bài viết giúp em với nha. Anh đang xem thì like và chia sẻ bài viết giúp em ạ. Chào chị Hương Hương nè, chị Hậu Trần nè. Chào với chị nha. Anh đang xem thì like chia sẻ bài viết giúp em với ạ. Chào chị Kha Phạm nha, Kha Phan chứ. Có chị Đặng Bình ơi, có chị ạ. Có dép nhưng mà bây giờ em hết dép thấp rồi, em còn dép cao thôi chị Đặng Bình ạ. Anh xem thì lao chia sẻ cho em với nha. Có chị ạ, có nha chị Phạm ơi, sai này em cũng đủ sai hết nhá. Mấy chị yêu ơi, xe bài giúp em nha. Xe bài lên mốc em tặng nha mọi người ơi. Mọi người xe bài giúp em đó. Có dây nha chị Hậu Trần ơi. Bình dép đang để trên bàn nè. Em lấy 39. Chị ơi, cái này còn size 38 mà. Cái này em xe 35k mà còn size 38 thôi chị ạ. Không có size 39 nữa. Nó còn có size 38 à. Có size đan nha chị ơi. Có size đan nha chị. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giúp em nha. Lên mốc 110 lên tặng. Lên mốc 110 lên tặng nha các chị ơi. Chào chị Hương Suri nè, bán đi em. Dạ rồi này, giờ em bán nha chị ơi. Đang soạn cái này cho xong rồi bán luôn. Rồi nha, đồ này là size 38 này mấy chị. Em bán hàng xe cho khách chi nào chia sẻ like cho bên em nha. Thấy nha, công chúa heo ơi, thấy bạn các bạn yêu ơi. Chị Nhã Quân dép 35 không có nha chị ơi. Dạ, đế xuồng em hết rồi chị ơi, đế xuồng em hết rồi. Đây, đôi này size 38 này, 37-38 nha. Có thể mang vừa nha mấy chị ơi, 37-38 thì mang vừa này, 35k này. Áp dụng cách chia sẻ like 3 lần nha. Ai chia sẻ cho em thì sẽ được mua hàng sale nha mọi người ơi. Chị Đặng Bình lấy đôi này 38 phải không chị Đặng Bình ơi? Cái này là góc của nó như thế này nha. Thấy nha, chị Trần Thị Ngân ơi, thấy chị nha chị yêu ơi. Mấy chị chia sẻ bài viết giúp em với nè. Bán hàng sale cho khách chia sẻ bài viết nha. Chị Nguyễn thì Bảo Ngọc ơi, chị cho em địa chỉ. Chị lấy mã là chốt mã cho em lại nha. Đây này, gót của nó như thế này nha chị Đặng Bình nha. Gót con này cho chị Đặng Bình nè. Hôm nay mấy chị ơi, mấy chị nào mà cái hàng này nè, em ship trên 2 đôi á. Ví dụ chị nào mà không đủ đơn á thì chọn cho em 2 đôi luôn để em ship hàng luôn nha mấy chị ơi. Để cho em ship hàng luôn nha. Tại vì mấy cái hàng này cứ cho địa chỉ mà không cho, ấy là em xả hàng ra hết á. Lên mốc em sẽ tặng cho mấy chị đô này. Rồi. Đây nha. Đô này size là size 36.
Tới 36 35k lỗi của nó ở đây nha mấy chị ơi, lỗi của nó ở đây nha, nó bị chày ở đây nè. Nó bị chày một xíu xíu ở đây nha, màu vàng đồng rất là đẹp luôn. Cái này là size 36 nè. 35k nha, 36 35k. 36 35k. À mấy chị ơi, chị nào chúng mini game của bên em á mà mấy chị mà kêu là chọn đôi để mà bù tiền thì chọn giúp em luôn nha. Mất công lại bảo là sao mà chơi mini game mà em đợi mấy chị chọn hoài mà không thấy mấy chị chọn gì hết. Rồi sau này mà hỏi lại lâu lâu là em xả ra lại ấy là em xả cho người khác đó nha. Là em tặng cho người khác nha. Chị Bảo Ngọc ơi, hồi nãy em không thấy, em tưởng cái chị ấy lấy em để cho chị nó mất rồi. Dạ em ở Đắk Song nha mọi người ơi, em ở Đắk Song nhá. Đôi này là size 36 là chị Võ Kiều Lam. Ok chị Võ Kiều Lam, nhắn tin địa chỉ cho bên em, chụp màn hình là nhắn tin địa chỉ cho bên em nè. Nha chị yêu ơi, để bên em ship hàng cho nhanh nha. Võ Kiều Lam, ok chị Võ Kiều Lam 35k nha. Mọi người ơi, chia sẻ là có 100 người thì em sẽ tặng nha, chị chốt đúng cú pháp giúp em ạ. Size cộng số điện thoại giúp em luôn. Size cộng số điện thoại giúp em nha. Đây là size 38 nè. Size 35k luôn nha. Có bệt nha chị yêu ơi, có bệt nha. Size 30 này là size 38 này, 35k mấy chị ơi, chia sẻ like giúp em đi. Anh lấy cho em một tờ tiền chơi mini game nha. Mã là mã 81 nha, size 38. Có một đôi nó bị chảy mỏng một xíu, em size 35k luôn. Em size 35k luôn nha. Ai lấy đôi này thì comment giúp em à, 81 cộng số điện thoại trên một dòng luôn. 81 cộng số điện thoại trên một dòng giúp em nha. Rồi ok chị Hồ Dung nè, chị Hồ Dung nha, chốt cho chị Hồ Dung nè. Rồi bây giờ sẽ chơi mini game nha các chị yêu ơi. Mấy chị nhắn tin địa chỉ cho bên em để bên em ship hàng nha. Mấy chị nhắn tin địa chỉ cho bên em ship hàng nha. Ai không nhắn tin địa chỉ là em không ship hàng đâu nha mấy chị ơi. Bây giờ là chơi mini game nha. Thế là chơi như sau, mấy chị chia sẻ cho em 5 lần ở chế độ công khai lên các trang nhóm. Và sau đó comment 2 số sau hồ sơ đi tờ tiền cộng số điện thoại giúp em. Giả thưởng sẽ là đôi nhé, đôi giày này nha mọi người ơi, giả thưởng sẽ là đôi giày này nha, rất là đẹp luôn. Đây ạ. Giả thưởng là đôi giày này nha, rất là đẹp luôn nha. Đây đế của nó đây nha. Cái này là size 35 36 thể mang vừa. Chân 35 36 thể mang vừa nha, mấy chị chỉ cần comment 2 số sau của series tờ tiền. Và comment 2 số sau của series tờ tiền và chia sẻ 5 lần ở chế độ công khai cho và comment cho bên em biết nha mấy chị ơi. Chơi mini game nha, em sẽ chơi trong vòng 3 phút thôi nha, đỡ tốn thời gian của mọi người. Thời gian bây giờ chơi bắt đầu kể từ bây giờ. Đưa bấm điện thoại đi anh, bấm 3 phút. Chị Hương ơi, dép này là em đang chơi mini game để tặng nha chị ơi, dép này không bán nha. Dép này chị giảm không rõ là 120.000 á, nhưng mà em sẽ chơi mini game để tặng cho mọi người. Rồi bây giờ em sẽ chơi trong vòng 3 phút thôi nha mấy chị ơi, sẽ chơi mini game trong vòng 3 phút bắt tính từ phút bây giờ nha. Ai comment hai số sau đúng tí nữa hết 3 phút em công bố, ai có thì cứ chụp màn hình lấy inbox cho em nha. Ai có thì cứ chụp màn hình lấy inbox cho em ạ. Hai số sau của series tờ tiền nha mấy chị yêu ơi. Đây điện thoại này nó nghe vậy mà vô sáng nó nghe. Hai số sau của series tờ tiền nha. Đây nha mấy chị ơi. Hai số sau cộng số điện thoại nha, hai số sau cộng số điện thoại ạ. À. Hai số sau cộng số điện thoại nha, em sẽ chơi trong vòng 3 phút thôi nha để không tốn thời gian của mấy chị muốn mua hàng và không tốn thời gian của bên em còn bán hàng nữa nha. Đây ạ. À. Em sẽ chơi trong vòng 3 phút. Đúng 3 phút comment hai số sau của Sony tờ tiền cộng số điện thoại, chia sẻ like ít nhất 5 lần lên chế độ công khai lên các trang nhóm nha mấy chị ơi. Chơi như vậy mới là chơi hợp lệ nha. Ai không chia sẻ sẽ không được nhận quà đâu nha mấy chị, dù có chúng cũng sẽ không được nhận quà đâu nha. Phải chia sẻ nha mọi người ơi, chơi rồi chia sẻ rồi hãy chơi nha mọi người, chia sẻ rồi hãy chơi nha. Em sẽ chơi trong vòng 3 phút thôi để tránh trường hợp là tốn thời gian của mấy chị muốn mua hàng nữa nha, nên em sẽ chơi trong vòng 3 phút thôi. Ngày qua chơi 5 phút hơi lâu quá nên là mấy chị đợi sốt ruột lắm đây nha. Nên là em tí em cứ hết 3 phút em công bố, kể từ cái phút em chơi mini game đến cái phút đó có ai có thì cứ comment cho em là được, em không giới hạn lượt comment của mọi người nha. Mọi người cứ thích comment bao nhiêu thì comment nhé. 1 phút rưỡi rồi nha mọi người ơi, còn một nửa thời gian nữa. Ai chia sẻ like cho em là em biết nha mọi người ơi, nếu chia sẻ like về đều về bảo về máy hết nha. Nên mọi người chia sẻ cho em ít nhất 5 lần ở chế độ công khai lên các trang nhóm này chơi mini game nha mọi người ơi. Chơi như vậy mới là chơi công bằng nha. Chơi như vậy mới là chơi công bằng nha các chị yêu ơi. Chơi như vậy mới là chơi công bằng nha. Rồi
2 phút rồi nha mọi người ơi, 2 phút rồi, còn chỉ còn 1 phút nha. Mấy chị comment nhiều lên nha, em không giới hạn lượt comment của mọi người. Em không giới hạn lượt comment của mọi người nha, mọi người thích comment bao nhiêu thì comment nha. Em không có giới hạn nha. Em không giới hạn lượt comment nha mọi người ơi. Chị nào có em bảo kết quả, chị nào có thì cứ chụp màn hình lại inbox cho em. Nếu mà đúng là dưới 3 cái phút em đã kết thúc like và chốt là em không ấy được nha mọi người ơi. Rồi nè, còn 30 giây nữa mấy chị ơi, còn 30 giây nữa mọi người ơi, còn 30 giây nữa. Hãy comment 2 số sau cộng số sorry tờ tiền, em sẽ chốt theo mấy chủ nha các tình yêu. Tí nữa em kết thúc like em sẽ chốt theo mấy chủ để cho mấy chị lên coi xem từ bên em có chơi gian dối hay không nha. Rồi, chuẩn bị hết thời gian nha mọi người ơi. Chuẩn bị hết thời gian nè. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Rồi, 60 hết thời gian nha mấy chị ơi. Công bố nè. Giờ em vô để em sẽ ghim cái này lại luôn để cho tránh trường hợp là mấy chị ấy nè. Rồi sẽ ghim cái kết quả này luôn nha, lại nha luôn nha mọi người ơi, sẽ ghim cái kết quả này lại luôn nha. Rồi kết quả của nó đây. Chốt nha mấy chị ơi, chốt kết quả là 62 ạ. Chốt kết quả là 62 nha mọi người ơi, ai có từ cái phút này trở đi nha, em mới tính nha mấy chị ơi. Từ cái phút này trở đi nha là em mới tính nè. Chị ơi em đã chốt 62 rồi nha. Chốt 62 rồi nha chị ơi. Từ phút này trở đi mới là đúng nha. Từ phút này trở đi mới là đúng nha. Bây giờ là 12:22 là tốt, từ 12:20 nha. Ai có kết quả từ 12:20 em mới chấp nhận và chia sẻ like cho em nha, vì em đã công bố kết quả rồi nha. Giờ bán hàng tiếp nè. Đôi này là đôi tặng này, ai có thì chụp màn hình là inbox cho em nha. Bán hàng tiếp nha mọi người ơi. Kết thúc mini game rồi nha. Lên móc chơi tiếp. Lên móc em chơi tiếp mọi người ạ. Lên móc em chơi tiếp nha. Đây, size 36 ạ. Cái này là size 36 35k. À lấy size 36 comment với em 36 cộng số điện thoại trên một dòng giúp bên em ạ. À lấy 36 comment 36. Cô chơi mà không hiểu gì hết. Chị phải vô lúc đầu. Chị phải vô từ lúc đầu chị ạ. Chị mới hiểu được. Đây, size này là size 36 này, còn một đôi nha. Size 36 còn một đôi, ai lấy 36 comment 36 cộng số điện thoại luôn nha. Điệp Thông may mắn chào chị nè. Dạ rồi, ok chị ơi, em like xong này sẽ test tin nhắn nha. Thấy chị Trương Hồng nha chị yêu ơi, 35k nha chị ơi. Đôi màu đen hồi nãy bao nhiêu vậy chị? Đôi đó quà đi game nha chị ơi. Đôi đó không bán nha. Rồi đôi này 36, ok chị Tím Thủy Chung nè. Nghe tên rất là quen luôn. 36 này, 35k nè. Rồi cái này cũng sai 36 luôn nè, 35k. Chào chị Nguyễn Tiên nè, 36, 35k. Mấy đôi ship chị ơi, hàng em sẽ 35k thì hai đôi em mới ship nha. Nên mấy chị lưu ý chọn giúp em hai đôi giúp em nha. Thấy nha Nguyễn Minh Thư ơi, Thư Minh chứ, em nhầm. Rồi, thấy nha chị Hiền Trầm, chị Trần Thị Thu Hiền. Nhưng mà chị biết sao, Nguyễn Thị Thanh Tuyền này 36, ok chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền này 36 này. Mấy chị ơi, em bán hàng sale cho khách chia sẻ like thôi nha, nên mấy chị chia sẻ like giúp em với ạ. Nên mấy chị chia sẻ like giúp em nha. Nên mấy chị chia sẻ like giúp em nha mọi người ơi. Đây, đôi giày này nha mọi người ơi, cái đế nó hơi bị trời một xíu này, em báo lỗi luôn nè. Là cái đế nè, là nó hơi bị trời một xíu nè. Em qua trực tiếp lỗi luôn nha. Size này là size 36, 35k nè. Không có bán hàng khác không? Dạ có nha chị Nguyễn Tiên ơi. Hàng 35 em chỉ xem một số mẫu thôi nha. Em chỉ xem một số mẫu thôi nè. Mấy chị ơi, em bán hàng xem cho khách chia sẻ like cho bên em thôi nha. Mấy chị yêu ơi, bán 35 ngàn là gọi là
bán cho khách thôi chứ không để làm gì hết nha mọi người ơi. Nên mọi người chia sẻ like giúp em ạ. Chia sẻ like giúp em, like và chia sẻ like giúp em nha. Đôi này em có một đôi nè, size 36 mà lỗ nó bị ý như vậy á, xong rồi. Đâu đó em lấy luôn mà chị. Rồi ok cho chị Mai Trâm nè. Mai Trâm, chị Mai Trâm ơi, chị Mai Trâm nhận tin địa chỉ cho bên em nha. Chị Mai Trâm không nhận tin địa chỉ là bên em xả hàng đấy ạ. Chị Mai Trâm có nhắn tin cho em rồi. Em nhầm. Đôi này bạn em bán 35k là quá rẻ luôn á mấy chị. Không ở đâu rẻ đâu, hơn bên em đâu, chắc chắn luôn. Cái này size 36 nè. Dép nha, 35k. Dép. Dép. Dép nha, 36 35k. Chọn giúp em hai đôi để em ship nha chị Mai Trâm ơi. Hàng này em ship trên hai đôi thôi chứ em không ship một đôi đâu nha. Vì đã là bán hàng sale rồi nên em sẽ không ship cho hai ship một đôi đâu nha chị ơi. Ship một đôi rất là bất công luôn. Chị Nguyệt Phan ơi, cái đó 39 hả? Hình như là có chị ạ. Hình như là có. Ai lấy đôi dép này thì comment đôi dép giúp em nè. Dép 36 nha. Tặng Ngọc Như nha. Chị Tăng Ngọc Như nè, ok chị Tăng Ngọc Như nè. Rồi em lên hàng cao gót nha mọi người ơi. Lên hàng cao gót nha. Size là size 39 nè. Size 39. Cái hàng này 80 nha mọi người. Hàng này 80 nha. Hàng này 80 nha mấy chị ơi. Không bao 8 lâu quá. Vậy rồi chị ơi. 80 nè. Chiếc nha, đẹp lắm. 80. Mã 87. Mã 87 80.000 nha. Mã 7. Chết đó có người lấy luôn chị Mai Trâm ơi, em chốt theo máy chủ nha chị ơi. Em chốt theo máy chủ nha. Nhiều comment nhá, nhiều cái máy của chị đọc được nhưng mà máy em lại không đọc được và mình vì mình ít tương tác với nhau là máy em không có đọc được nha mọi người. Rồi mã 78 nè. Mã 78 này 80.000 nha. Mã 78 này 80.000 ạ. Thấy nha chị Trúc Linh ơi. Thấy nha chị Trúc Linh. Đây mã 78 80.000 size 39 nhá. 78 80.000 size 39 à. Mã 78. Mã 78 nha mấy chị ơi, đây là mã 78 nha. Ai lấy mã 78 thì comment cho em mã 78 hay size 39 nha. Qua mẫu nha. Đây nha. Đây là size 37 nè mấy chị ơi, 80.000 nha, size 37 80.000 nè. 37 80, ai lấy 37 comment cho em 37 cộng số điện thoại cho em một dòng luôn nhé. Chị ơi, cái góc này nó cũng không có nhọn lắm đâu, không ở đâu bán cao góc mà giá 80 đâu mấy chị. Em dám đảm bảo luôn á, không ở đâu bán giá cao góc mà bán giá 80 đâu. Chị Linh Hương ơi, ai nhắn tin địa chỉ cho bên em thì bên em mới chốt hàng nha chị ơi, nhắn tin địa chỉ cho bên em mới chốt hàng nha. Ai không nhận cái địa chỉ bên em không chốt hàng được chị ạ. Dạ đây nha. Rồi 37 của chị Dương Lê nè. Ok chị Dương Lê 80 nè. Hàng này cao gót bán giá 80 là bao giá thị trường luôn á mấy chị. Không ở đâu có rẻ hơn ở đây bên em đâu. Đây là size 37 luôn nè. 37 luôn nha mấy chị ơi. 37 80 luôn nha. Còn mấy đôi mà đang không nằm ở đâu em cũng chưa tìm ra nữa chị ơi, đợi tí đi. Em bóc chúng em like, em bóc chúng đôi này em like rồi đó là mấy chị, đợi tí em lên lại hàng 50.000, 35k cho mấy chị nha. Tại vì em còn mấy đôi nữa mà em đang phải soạn từ từ ấy. Đây là size 35 nè, à 37 em xin lỗi, 37 nha. 37 80.000. 37 80.000 nè. Ai lấy mẫu này thì comment cho em 37 cộng số điện thoại giúp em nha. 37 cộng số điện thoại của chị Nguyễn Hoa nha, chị Nguyễn Hoa ơi. Chị nhắn tin địa chỉ giúp bên em nè. Rồi cái này là size 38 80.000 luôn nha. Nít nào nít trà mi nè chị, sao không rét à. Chị ơi có nhiều khi là bên nhân viên bên em nó chưa chết hết tin nhắn á. Rồi chết không kịp á chị ơi, tại vì rất là nhiều á nên nó còn sót, nhiều khi nó còn sót á. Hồi để hồi em chết lại nha chị ơi. Dạ rồi đây nè, đây là size 38 nha. 80.000 size 38 80.000 ạ. À lấy 38. Rồi ok cho chị Hải Trường nè. Ok cho chị nha. Đôi nè em bóc chúng nè, em like tùm lum like lộn xộn nha mọi người. Bóc chúng đôi nào like đôi đó nha.
Đây nha, chị đép tin nhắn rồi chốt em nha. Rồi ok nè. Cái gì ta? Đô này là size 38. Đô này là size 38. Anh vô tin nhắn xem thử có ai nhắn tin cái gì nữa. Cứ ấy này, kia ấy này là tin được chốt xong. Không không không, biết có cái chuyện gì á. Đây nha, đây là size 38. Cái này 50 nha mấy chị, cái này 50 nha. Nhắn à? Nhắn của em á. Đây cái này là size 38 này mấy chị, 38 50 nè. Ai lấy 38 50 thì comment giúp em 38 50 nè. Nói chung là em bán tùm lum giả hết, có nhiều giả lắm nhưng mà tại vì em bốc trúng đôi nào thì em like đôi đỏ thôi. Rồi ok, chị Nguyễn Ngọc Cẩm Trâm nè. Chị Nguyễn Ngọc Cẩm Trâm ơi, hình như hôm qua chị có đơn của em được rồi ông ta. Em nhớ là cái tên chị quen quen nhưng mà hồi em tìm không có ra chị á. Sao vậy, em cũng chưa chốt hàng nữa. Nguyễn Ngọc Cẩm Trâm nè. Có gì vậy? Em coi nè. Ok, em đang lấy một mớ về của mình đó. Ok. Là sao? Ủa sao lại ấy vậy? Bình thường mà. Đây nha, đây là size 38 này, mới chỉ cái này 80 nè. Tức là size 38, 80 em tính đúng tiền em trừ rồi đó. Em có trừ rồi mà. Size 38, 80 nha mấy chị ơi. Đúng rồi. Dồn đơn hôm qua luôn em. Dạ rồi ok nè, chị Nguyễn Ngọc Cẩm Trâm ơi. Em biết rồi nè. Đôi này size 38, 80 ngàn nha. Có trừ rồi chứ không phải là chưa trừ đâu. Ok rồi. Là sao? Mà tưởng chưa trừ nữa. 38-80 nha. Chị Trúc Linh. Dạ em nghe tên chị cũng thấy quen quen. Mà để tí nữa rồi em chốt mẫu lại cho mấy chị nha. Tại vì bên em nhiều quá ấy, xong rồi em chốt không có kịp á mấy chị. Em chốt không có kịp đơn á, nên là sốt khá nhiều hàng lắm. Nên em cứ muốn là khách là nhắn tin cho bên em một cái thì chị đi. Rồi chụp được á thì chụp màn hình mẫu mình lấy á, xong gửi cho bên em chốt hàng nhanh lắm mấy chị. Chứ mà để sao không nghe vậy trời, không trả lời vậy trời. Chị Đinh Thanh Thị Kim ơi. Cái đó là do comment nó bị ẩn chứ chị ơi, chứ thật sự ai cũng trả lời hết chị ạ. Ai cũng trả lời hết á. 38 mới qua lấy không ạ? 38 mới qua lấy không? Ok chị Kim Phùng Đào. Tại vì thật sự là cái comment nó bị ẩn chứ bên em ai bên em cũng muốn trả lời hết đó mấy chị. Đó là size 38 nha mấy chị. Size 38 này. Cái này 80 nha. Size 38 80 này. Size 38 80 nha. Ai lấy 38 comment. Dạ rồi ok chị Trúc Linh nè, 38 của chị Nguyễn Thư Minh nè. Ok chị Nguyễn Thư Minh luôn nè. Cái này là của chị Cẩm Trâm nè anh nè. Rồi dép của chị Cẩm Trâm. Mẫu nha mấy chị ơi, mẫu này nha. Mẫu này 80 size 36 nè. Cái này hàng này bao mềm cho mấy chị luôn, đi không mềm nó không lấy tiền luôn á. Này mềm lắm nha, size 36. Có 36, có ai đâu 36 à. Chị Mai Trâm ơi, chờ em chưa kịp rep tin nhắn chị ạ. À, nhiều lắm, em chưa kịp rep chứ không phải là kết thúc live để em rep lại hết nha. Tại vì ngày hôm qua em cũng có chuyện bận á, xong rồi tối em về em cũng chưa chốt đơn cho khách nhiều nữa. Rồi này, không ai lấy mẫu này em qua mẫu nha. Dạ không chị ơi, này em còn size 36 thôi à. Để hồi nữa em tính cho. Rồi nè, lấy hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi. Lấy hàng Quảng Châu nha. Để tí em tính cho, em rõ ràng em tính rồi, em trừ rồi mà không giờ sai được đâu. Đây nè, lưới này mấy chị, phối lưới và đá nha. Phối lưới và đá, cái này em còn một đôi size 38 nè. Còn một đôi size 38 nha. 119k, hàng này 119k nha mấy chị ơi, hàng này 119k nha. Rất là đẹp luôn nè, hàng này 119k rất là đẹp luôn, bao chuẩn cho mấy chị. Hàng này em cho xem hàng trước khi nhận nha. Hàng này em cho xem hàng trước khi nhận nè. Ai lấy đôi này thì comment cho em cái này là 119k nha mấy chị yêu ơi. Tiền nào của nấy nha, lưu ý giúp bên em nha. Dạ rồi, ok cho chị yêu thương trọn vẹn nè. Chị khách mua hàng bên em rồi nè. Chị đó ở Lạc Sơn hay sao á. Chị có thằng trai đã lắm, chị mặc trồng quay dễ thương.
Mặt nó phúng phính rồi. Đây, size 35. 119 nha mấy chị ơi, tiền nào của nấy nha. Có Việt Nam xuất khẩu chị ạ. Đợt trước chị Nguyệt Pha mua hàng của bên em rồi đó. Có còn hàng mình có hàng Việt Nam xuất khẩu lần này em về mấy cái mẫu đẹp lắm. Em lên cho mấy chị coi. Size 35 nè. Size 35 nè. Cái này có size 39 nữa. Đây là đều là hàng Hồng Kông hết nha mấy chị ơi. Bên em hàng như thế nào là em sẽ nói thẳng trực tiếp với khách trên live là hàng như vậy luôn. Rồi mấy chị cứ yên tâm đi. 35 ok chị, Thanh Huyền Nguyễn nè. Nhắn tin cho em nha chị ơi. Tiền nào thì của nấy thôi. Mấy chị không phải lăng tăng đâu. Cái hàng này em cho chị xem hàng trước khi nhận hết. Chị nào mà muốn xem hàng trước khi nhận á, chị cần nhắn tin cho bên em mà em ơi cho chị xem hàng trước khi nhận. Và nếu mấy chị không ưng ý thì chị trả tiền ship cho bên em là được. Chứ bên em cũng không khó khăn gì nha. Đây là size 39 nha mấy chị ơi, màu bạc đẹp lắm. Size 39 119 ca nhé. Ok, tiền nào mấy chị. Em 2 đô rồi nha. Ok chị Thanh Huyền Nguyễn nè. Rồi nè. À lấy đô 39 nha ông ạ. Không lấy đô 39 em qua nha. Em lên hàng Việt Nam xuất khẩu cho mấy chị nha. Dạ không. Hàng này là 119 đó nha chị ơi. Nga Trần, Nga Trần. Ok chị Nga Trần nè. Chứ cái hàng này bán 35k là bán nhà đổ đỡ luôn á. Đây nè. Hàng Việt Nam xuất khẩu nè mấy chị. Mấy chị xem cái hàng của nó nha. Xem chất liệu da của nó. Hàng này là em bao chuẩn cho mấy chị luôn. Hàng này về mà mấy chị mang không em chân thì em không lấy tiền nè. Đây nha, cái này em còn một đôi size 38 và một đôi size 39. Mẫu nó tương tự na ná nhau, đều là hàng Việt Nam xuất khẩu hết. Một cái của Rit Ever nữa nhá. Cái này của Rit Ever 39 nè. Đây nha, 39 ok chị Mỹ Lai. Ok chị Mỹ Lai nha. Mỹ Lai Trần nè. Ok chị Mỹ Lai Trần 39 nè. 119 nha chị ơi. Có ai lấy size 38 không ạ? Có ai lấy size 38 không? Ok chị Hương Phạm nè. Hương Phạm nè. Cái này em có màu nâu nữa nha. Cái này em có màu nâu nữa nè. Hàng hô đông nô nhé. Hàng hô đông nô nè. Hô đông nô nha mấy chị ơi. Hàng này chị nào mà đã mua hàng Việt Nam xuất khẩu rồi là nhìn mấy cái hàng này là biết nha. Không phải giải thích nhiều đâu ạ. Và giá ấy bán 119 ngàn là bao giá thị trường cho mấy chị luôn. Mấy chị nào mà mang hàng này rồi đã từng mua hàng này ở hãng á là biết. Còn mấy chị cứ yên tâm, hàng của em bao nhái. Mấy chị phát hiện ra em mà hàng nhái là đền bao nhiêu em cũng đền nha. Giá 119 nha chị ơi. Tại vì em nhập tận xưởng công ty luôn mà. Đây nha, rồi cái này size 39 nè. Cái này em còn một đôi size 39. Ai lấy 39 thì comment cho em 39 nè. Ok chị Diệu Trần nha. Ok chị Diệu Trần này 39 nè. Đây là hàng Quảng Châu này mấy chị. Hàng Quảng Châu form cực kỳ đẹp luôn. Cái chất da của nó là da này là đây nè. Rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Form này thì mang lên chân là cực kỳ đẹp luôn nha. Form này mang lên cực kỳ đẹp luôn nha. Giá ship tỉnh thì do phí bên bưu điện tính nha chị ơi. Cỡ hai mấy nha. Đây là size 38. Size 38. Hàng này hàng da mà không phải da nổi cũng phải mày. Nó lông lông đó mấy chị. Nó lông lông không phải là lông mà gọi là lông dày đâu, nó lông tơ tơ vậy nè. Đây là hàng Quảng Châu nè. Còn một đô thôi nha, size 38. Ai lấy 38 comment với em 38 nè. Ai lấy 38 comment với em 38 nè. Dạ chị ơi, cái hàng này em cho chị xem hàng trước khi nhận nha. Mấy chị đừng có ham rẻ quá. Ham rẻ quá mà nhận trúng hàng không tốt á thì lại bảo là tụi em bán hàng online là bán không có tâm. Mà thật sự ra là phải tiền nào của nấy, nó rẻ thì nó không có giá của rẻ, mà đắt được nó cũng sẽ có giá của đắt. Chứ không ai mà tự nhiên hàng rẻ mà bán hàng đắt được hết á. Rồi nè, à lấy đô này 38 không ạ. Cái này nhìn form ở ngoài đẹp lắm nha chị. Không phải là form như vậy đâu. Cực kỳ đẹp luôn. Cái form này ngoài nhìn ngoài hơi bị đẹp luôn. Đây nè, cái đô này em đẹp lắm rồi. Hôm nay lấy mẫu này em qua mẫu nha. Dạ em ở đắt xong nha chị ơi. Đây nè, cái đây là hàng của Rit Ever. Đôi. Cái này em đang lên hàng đồng giá 119 nha chị ơi. Đang lên hàng sale đồng giá 119 nha. Đây là mấy chị Rit Ever nè. Rit Ever mấy chị có thấy rõ thương hiệu không ạ? À? Rit Ever nè, rất là kỹ luôn nha. Rất là kỹ luôn nha mấy chị. Đây nè, mẫu của nó đây nha. Cái này da cực chất cho mấy chị luôn. Trên này là nó phối da mù nè, còn đây là da bỏng nha. Đế của nó, đế vuông 5 phân nè.
Đế này, đế hoàn toàn đế cao su hết nha. Ai mà biết mang hàng á, nhìn là biết liền nha. Cái này là 119k này chị ơi, 119 nha. Cái này là size 38 nè, có size 38 và size 39 nha. Cái này có size 38 và size 39. Cái này mà ai mang đi dạy, đi làm á, bao êm chân luôn. Mang là ai, mấy chị, nhiều chị là đã mua hàng bên em rồi, là thừa biết cái hàng bên em, hàng Việt Nam xuất khẩu em bán là nói như thế nào. Thì sự luôn, hàng em bán sao là em nói vậy à. Dạ không chị ơi, bên em không có chế độ free ship, tại vì giá 119 là bao vịt bắc bộ rồi, không ở đâu rẻ bằng bên em hết. Bên em dám chắc chắn mà đảm bảo cho chị luôn. Chị Dung, chị Kim Phụng Đào ơi, size 38 chị lấy 38 cho em số điện thoại nha. Nếu mà ai có đơn rồi thì ghi dồn đơn giúp em. Ai có đơn rồi thì ghi dồn đơn giúp em nha. Ai có đơn rồi thì ghi dồn đơn giúp em. Chứ mấy chị comment như vậy là em sẽ không đọc được. Chị Vi Huỳnh 38. Chị Vi Huỳnh ơi, đi đơn mới ấy nha chị nha. 119 chị ạ. Vi Huỳnh này, chị Huỳnh Vi giúp. Cứ chọn đi để dồn đơn để nó xong rồi đi. Không thì chị cứ chọn đi, rồi bữa sau dồn đơn thì em gửi cho chị một lần cũng được. Đây là size 39 này. Da bóng cực kỳ đẹp nha. Da bóng cực kỳ đẹp, size 39. 38 là 92 đâu luôn, kim phụng nào. Kim phụng đào rồi, ok chị. Chị nhắn tin địa chỉ giúp bên em nè, ok chị Vi Huỳnh này. Cái này đô này em có size 39 nha. 39k 3 phân thôi nha mấy chị. 39k 3 phân, da bóng cực kỳ chất luôn nha. Hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi, không phải hàng Việt Nam đâu. Đó cái đô của chị Vi Huỳnh lúc nãy á. Đó rồi, 39 nè. Ai lấy 39 thì comment cho em 39 luôn nha. Ai lấy 39 thì comment cho em 39 luôn nha. Ok chị Tiên Tiên, nếu chị Tiên Tiên lấy thì cho em số điện thoại chị Tiên Tiên ơi. Bên em chị chốt hàng cho ai cho em bên em số điện thoại cho chị ơi. Này em còn hai đôi xe 39 nha. Dạ em gửi hồi sáng rồi chị Vi Huỳnh à. Nếu mà lấy thì phải đi đơn mới á. Ok Tiên Tiên bao đẹp luôn. Cái hàng này mà mấy chị muốn xem hàng trước khi nhận thì em cũng cho xem hàng trước khi nhận luôn nha. Nên là mấy chị không phải lăn tăn về vấn đề gì đâu. Ok chị Tiên Tiên nè. Rồi có ai lấy 39 nữa không ạ? À? Em còn một đôi 39 nữa. Cái này còn lẻ một đôi này em mới sale giảm này em mấy chị. Ok chị Vi Huỳnh này 39 nè. Đôi này đẹp lắm chị. Đôi này ngoài nhìn ngoài nó đẹp hơn trong hình nhiều luôn á. Chị Huỳnh đi đâu đó đấy. Ở ngoài nó đẹp hơn trong hình nhiều nhiều luôn á, chứ không phải là như vậy đâu. Đây nha, đây là hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi. Hàng Quảng Châu nè, cực kỳ đẹp luôn nha. Chị nào mà sành mang hàng là nhìn là biết liền nha. Chị Đào Kim Nhung cho số điện thoại được chưa anh? Dạ rồi, ok chị. Đây nè, hàng Quảng Châu nè, cái này em có size giá 119 luôn nha. Có size 39 nè, 36, 39, 39 với 36 nha mọi người ơi. 119 nha, 119 nha. Có gót vuông sang nan không chị Nga Trần? Ok chị Nga Trần, một đôi 39 nè. Hàng này bao chuẩn có chị Nga Trần luôn á chị ơi. 36 của chị Thảm, chị Vương, chị lấy cái số điện thoại. Chị nào có đơn rồi thì ghi dồn đơn giúp em đi. Hàng này hàng Quảng Châu mà bán có 119, nó quá rẻ bao giá cả thị trường luôn. Không ở đâu bán rẻ bằng bên em đâu mấy chị, dám đảm bảo luôn. Còn mấy cái hàng này mấy chị nào thích xem hàng trước thì cứ nhắn tin cho em để em quyết đồng kiểm nha. Để em cho mấy chị đồng kiểm nha. Chị Phạm, chị Vương ơi, nếu mà lấy thì chị cho em số điện thoại nha chị ơi. Còn 36, 39 nha. Ai lấy 36, 39 rồi thì comment giúp em ạ. À lấy 36 có 9 nữa thì comment giúp em, chị cho số điện thoại được nha. Okay. Rồi ok này, à lấy 36 có 9 nữa không ạ? À? Cái hàng này em bao cho mấy chị luôn, chị Diệu Trần có đơn là không chị ơi, chị Diệu Trần dồn nè, dồn một đôi nữa nè. Chị Diệu Trần dồn nè. Rồi có ai lấy 36 có 9 nữa không ạ? À? Hàng này em cho mấy chị nhận. Dạ đôi hồng lúc nãy 3 phân chị Tiểu Phùng ạ. À. 3 phân thôi chị ạ. À. 3 phân. Ok chị Huỳnh Vi 36 nè. Chị Huỳnh Vi 36 nè. Còn 39, qua lấy 39 nữa không ạ? À? Có giày cao gót đi em. Dạ rồi ok nè, em lên giày cao gót nha mấy chị ơi. Hôm nay em lên toàn hàng xịn thôi. Tại vì là em hết hàng thường rồi. Tiền nào của nấy à. Ai muốn mua hàng xịn để mang thì mua hàng này. Mà ai muốn mua hàng mà để mang bình thường đó thì mua hàng kia. 35k thì nó cũng sẽ có giá có 35k thôi, chứ không bây giờ mà 35k mới hết lên 120 được hết á. Nên là mấy chị cứ lưu ý đi, bên em bán hàng bên em có tâm lắm, mấy chị cứ yên tâm. Đây là size 39. Size 39.
Size 39. Cái này là size 39 nha, góc 3 phân, màu cái này là dạ, ấy cô nói là lông lông á nha chị, cái này là hàng Quảng Châu nha. Đẹp luôn. Rồi ok, dép tí dép lên. Cực đẹp luôn này, còn đúng một đôi à. Cho chị coi lại mạng bị gì, mạng bị gì hả anh? Bình thường, coi chị với chị. Chị ơi, đôi hồng có hình như bây giờ em chỉ còn size 38 thôi, 38, 39 gì đó thôi à. Chị mang size mấy chị ơi? 39, ok chị Tiên Tiên nè. Dồn này ghi chị Tiên Tiên dồn đi để cho biết đường. Đây, Quảng Châu nha mấy chị ơi. Cái này em còn sót lại một đôi trong kho này. Cái này mang lên chân xinh lắm nha mọi người. Mang lên chân đẹp lắm nhá. Đế của nó nè. Đế này là đế gỗ nha mọi người nha. Gỗ ép á, đế gỗ ép á, chứ không phải đế thường đâu. Chất da của nó nè, còn vẫn đẹp lắm. Cái này chân 35, 34, 34, 35 mang vừa. Mạng ổn mà. Dạ rồi, cảm ơn chị Viu Hình nè. Em thấy mạng cũng bình thường mà ta. Do cái đường truyền của mấy chị á. Đôi này size 34, 35 mang vừa nha. Em còn một đôi. Cái này là bị sót. Bị sót lại chứ không là hết lâu rồi. Cái đó là bị sót lại á. Rồi có ai lấy đôi này không ạ? 34, 35 mang vừa nha các tình yêu ơi. 34, 35 mang vừa nha mấy chị. Nhiêu hả chị? 119. 119 chị ạ. À? Em đang la hàng đây. Hàng Quảng Châu bán giá 119 là bao giá luôn nha. Ok chị Huỳnh Vi này. Bao chất lượng. Cái này đẹp lắm chị. Đợt hàng đợt này đẹp hơn ấy á, tại vì hàng này hàng chấm 2 hết á nên hàng này đẹp lắm. Chứ không có dùng cái hàng mà cái hàng kia đâu. Hàng 35 thì nó cũng sẽ có giá của 35.000 thôi chứ không ai mà bán thấy đâu mấy chị. Lỗi đây. Cái này này là 35 36 nha. 230. Đây nè, nó có chữ tàu đằng sau luôn mấy chị cứ yên tâm. Bên em cái này mình có thể đăng lên hoặc đăng xuống thì tùy ý mình nha. Tùy cái phong cách mình mặc đồ nha. Đây này mấy chị, đây là hàng Quảng Châu chuẩn luôn, chứ không phải là hàng Quảng Châu ấy đâu. Đây này mấy chị, hàng Quảng Châu chuẩn luôn á. 230 nha, đây là size 230 nè. 35, 36 có thể mang vừa, tùy chân nữa. 35, 36 có thể mang vừa nhá. Có ai lấy mẫu này không ạ? Có xanh đan chị ơi. Hình như tôi xanh đan nó có người lấy rồi. Được, cái này ra tiếp đi. Không, 37 xin chị nó có, ok. Sĩ có nha chị Nguyễn Vân Anh ơi. Có sĩ luôn nha chị. Sĩ đi book em ạ. Sĩ hàng tốt. Em chị sĩ hàng tốt thôi, không sĩ hàng 35k đâu chị ơi. Có chị ạ. À, có like hết rồi chứ. Em nhiều mẫu em chưa like mà. Rồi em trúng mẫu nha. Qua mẫu đi chị ơi. Dạ rồi ok này chị Tiên Tiên ơi. Đây nha, mẫu của nó là như thế này nè. Còn size 36, 38 và 39. 36, 38 và 39 nha. Rất là đẹp luôn, hàng Quảng Châu nha mọi người. Không phải là hàng thường đâu nha. Hàng Quảng Châu nha. Hết tiền rồi à, chị Huỳnh Vy ơi, em là chị mua quả trời luôn đó. Mua quả trời luôn, em ship cho chị mà. Mấy người vô điện kia, ủa em ơi sao mà cứ ship cho người này hoài vậy. Khi em cười kêu là chị đã lấy á. Nói chung là mua quen rồi nên là chị cũng ít sợ hơn đây cũng đỡ à. Cái này là size 36, 38, 39 nha. Rồi em qua mẫu nha mọi người ơi, qua mẫu nè. Rồi bây giờ em lên dép đá nha. Em lên dép đá và xanh đánh đá cho mấy chị nhá. Nói chung là hàng lấy hàng tốt quá, về cũng hơi khó bán. Trời ơi, đôi nào cũng muốn hốt hết luôn ấy. Dạ chị ơi, quan trọng là chất lượng thôi. Em thật sự rất mong là mấy chị nhận hàng, mấy chị sẽ ưng ý. Còn nào chị nào mà cứ thích xem hàng trước, em cho xem hàng trước mà. Hàng là em bao chuẩn luôn. Ok chị Huỳnh Vy ơi, chị lấy đôi 36 luôn hả chị? Chị lấy đôi 36 đúng không? Ok chị nè, mã 20, đôi này 36. Cứ để đi 36 với chị nhá. Ship thì mình ship thôi. Ok, chị chọn. Đây, đây là 35 nè. Dép này size 35 nha, 119 luôn nha. Hôm nay sale đồng giá 119 nha mấy chị ơi. Đây nè. Dép nha. Cái này là bao chất cho mấy chị luôn. Không ở đâu chất ở hơn ở bên em đâu mấy chị ơi. Hàng Hồng Anh mà chỉ có 119 thôi à. 119 thôi nha. Đế hoàn toàn là đế cao su nhá. Không phải là đế thường đâu nha mấy chị ơi. Đừng so sánh với đế thường nhá. Em bây giờ sẽ lên xe kẻ vừa xanh đan vừa dép nha. Ui, chị cho được kỹ. Chị chút hai bạn có chút mặt hình một cái.
ship tỉnh thì do bưu điện tỉnh nha chị ơi, phí ship cho bưu điện tỉnh nha, bên em không tính phí ship nha chị ơi. Đây nè, mã 114 size 35, mã 114 có nha chị ơi, có chứ chị. 114 nha, size 35, gót đẹp lắm nha mấy chị, gót này gót 5 phân nè. 135 114 nha. Ai lấy thì comment giúp em 114 này. Sandal size 36 nha mấy chị ơi. Sandal size 36 nè. Mã 41 nha. Mã 41 nè. Ai lấy mã 41 comment cho em mã 41 nha. Hôm nay em nhập toàn hàng xịn, em lên hàng xịn thôi. Em hết hàng thường rồi. 41. Chị nào muốn mua hàng xịn để mang thì mua hàng này. Hàng này là bao chất cho mấy chị luôn, bao rẻ như cái vịt Bắc Bộ luôn á. Dạ rồi, ok chị ơi, em bóc chúng đôi nào em lên đôi đỏ luôn nha. Đế bao nhiêu? Không chị yêu ơi, 119 chị ạ. Chị Mít Bông ơi, 119 chị ạ. Đây nha, mã này em còn size 35 và 36 nè. Chị Hồ Hạnh ơi, mã 114 là size 35 nha. Ai lấy mã này thì comment cho em một mã 103 nè. Mã 103 nha. Dạ rồi rồi em xíu. À, em còn bố sandal này một chút. Ok chị Hồ Hạnh ơi, chị Hồ Hạnh lấy cho em số điện thoại nha chị Hồ Hạnh ơi. Chị Hồ Hạnh lấy cho em số điện thoại nha. Đây nè, súng mẫu nha. Cái đồ này size 39 nè mấy chị, 80.000 nha. Đồ này 80 nè. Chị Hồ Hạnh cho số điện thoại luôn. Có chị ạ, à, có chị Nguyệt Phan ơi. Đây để em lên sân đá 39 cho chị này. 35k chưa chọn, chưa mặc. Tí nữa chị ơi. Chị luôn nha, hôm nay chị mua giày tặng sinh nhật bạn chị á, sợ không kịp thi. Dạ rồi, ok chị ơi, chị em, nếu mà chị cần gấp chị em gửi luôn cho. Thế sao chị không nói hôm qua luôn để em để thùng đỏ rồi hôm nay ship luôn, phải đỡ tốn ship hơn không? Đây nè, cái này 80 nha, size 39. Thôi để chị lấy nhiều cái đợt hàng này em hỗ trợ ship cho chị. Đây, mẫu này nha, mẫu rất là đẹp luôn, sandal nha, size 39. Gót nè, gót rất là đẹp luôn. Phải tháo này ra nha các chị ơi. Cái này là cái bọc đế ấy. Ui, cứng thế. Dạ rồi, đợi em xíu xíu. Đây. Đây nè, cái đế của nó là đế ép gỗ luôn nè mấy chị, đế ép gỗ đây. 39 nè chị Huyền Đạt ơi, chị lấy đô này đi, đô này đẹp lắm em nói thiệt đấy. Đô này mà cho chị nhận hàng trước khi xem hàng trước khi nhận nè, hơi bị xiềng luôn. Này bao giá thị trường luôn, cái này mấy chị ra chợ mua và giá hơn 250. Chị Nguyệt Phạm ơi, chị lấy cho ok cho em nha, cho em số điện thoại nha. Chị hình như khách mua hàng rồi nhưng mà em không còn địa chỉ của chị. Hôm đó chị hôm nào gửi đó em cho chị em gái, hôm nào gửi hôm đó cho chị đây. À dạ em biết rồi, vậy thì hôm nay em ấy xong rồi em gửi cho chị luôn. Ok chị Nguyệt, Nguyệt Phan nha. Chị lấy à, thì cho em số điện thoại, chị cho số điện thoại được không? Nhắn tin được hả? Chị đã khách thôi trước mua mình một lần rồi. Mua trước Tết ấy. Dạ rồi, ok chị ạ. Nè, cái này là size 38 ạ. Đây là size 38 nha, y chang mẫu lúc nãy mà. Cái mặt trước của nó khác thôi nha, ai mặt nào là lấy mặt đó nhé. Cái này còn size 37 và 38 rồi nè. Cái này còn size 37 và 38. Dép và chị có nha. Có mà nó hôm qua có dép, dép đá. Có dép đá chị ạ.
Mà chị hỏi chị Vy Huỳnh mua về bán hay sao mà lấy nhiều dữ vậy? Không chị ơi, chị lấy về mang ấy. Sai 37, 38 chị tặng Ngọc Như, ok chị tặng Ngọc Như nha. Khách em nói chuyện chị à, khách lẻ của em nhiều khi cũng sụp hơn khách sỉ nữa. Khách lẻ của em mà có chị mua đến 2 triệu tiền dép thì mấy chị biết rồi. Mua một lần 2 triệu em cũng hỏi chị ơi chị mua về bán hay sao mà chị mua nhiều vậy? Không chị mua mua, chị mua để mang đấy. Cái này size 39 nha mọi người ơi, size 39 ạ. Này size 39 nha. Em không lấy đôi đó nữa chị ơi. Ờ lấy đưa lại đôi đó đi em. Ok chị ơi không sao ạ. Rồi ai lấy mẫu này không? Size 39 nha. Ai lấy mẫu không? Này không? Size 39 ạ. Dạ không chị ơi, hàng 35 em cho em ngay từ đầu rồi. Em đang lên hàng 119 nha. Dạ không chị ơi, cái đó hình như là có chị thấy okay, chưa okay, em làm. Dạ rồi ok chị, tí nữa em trả lời nha. Ờ à, cái gì ta? Ơi ai nói gì mà em quên mất rồi. Dạ không chị ơi, cái đó em còn. À có 37 chị ạ. À. À, nhưng mà có 37. Ủa đây, cái đế bán hàng ở đâu đây? Có 37 á chị ơi, có 37 á. Hi, em không vừa mà. Đây là size 39 nha, chị Trần Hoài ơi, chị mang size nhưng em chọn phần được cho chị nè. Vấn đề là không ấy thôi chứ còn size bên em nhiều lắm. Dép đá cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị ơi, còn có một đôi à. Chốt cho chị xanh đan đá cao lúc nãy không có. Chị ơi cao lúc nãy là 5 phân, còn cái đây là cao 9 phân 34 hả? Người đẹp bên chân 34, 34 có nhưng mà hiếm thôi. Cho chị. Chờ rồi ok chị Hồ Hạnh nè. Chị Hồ Hạnh nè. Lấy đôi này như đôi này chúng ta. Đây là size 35 nha mấy chị ơi. Chị Hồ Hạnh ơi, mẫu này phải không ta? Mẫu này đúng không chị? Mẫu này đúng thì chị ok giúp em nha. Không hình như không phải mẫu này thì sao ấy. Dạ thế thì chị cho bên em xếp hàng nha. À đây 38. Mẫu này. Đây nè. Mẫu này đúng không chị Hồ Hạnh ơi? Mẫu này đúng đúng rồi nha. Chị ở cho em lấy cho chị size 37 nha chị yêu nha. Mẫu này nè. Mã 27. Đúng không? Mã 27 đúng thì ok cho em nha chị Hồ Hạnh nha. Kia chị Hồ Hạnh size 37 nha. Này em có size 37. Đây nè, kìm bên này nè. Đây nè, kìm bên này nè, bên này có luôn á. Không phải. Ủa? Mã 27 mà cũng không phải hả chị? Mã 27 đúng không chị Hồ Hạnh ơi? Chép 39 thì chốt chị. Dạ không chị ơi, chép em hình như em hết size 39 rồi. Mẫu trước đó. À, màu vàng này đúng không chị? 37 chị Hải Trường. Của chị Hải Trường. Ừ, ok chị Hải Trường nè. Cái này đúng không chị Hồ Hạnh ơi? Cái này hình như là để em kiếm nha. Để em kiếm nha. Chị nhắn tin cho em nha, để có gì em kiếm. 119 cắt tình yêu à. Rồi xuống mẫu nha. Chà. 35. Chị Hồ Hạnh. Sao 37, không phải mẫu màu đen. Thôi em chịu rồi, không phải luôn anh, không phải là vậy em chịu rồi. Giờ. Quay ngang hồ. Quay nghe nè. Dạ rồi ok chị Thu Thủy cho là em biết rồi, để tí em test nha. Rồi cái gì ta? Đây, mẫu này size 35. À chị ơi, chị Hồ Hạnh ơi, nếu mà không phải mẫu này nữa là em chịu luôn á. Nếu mà không phải mẫu này nữa là bỏ tay chầm bóng đêm luôn này chị. Đây ạ. Mẫu này đúng không chị ơi? Mẫu này đúng thì ok cho em nha chị Hồ Hạnh ơi. Cái này thì như còn size 37 á.
Cảm ơn chị Huỳnh Vy nha. Ngày hôm qua em nói chị khát ruột mà chị không chịu, chị kêu ruột thừa rồi còn gì. Đây nè, size 35 nha. Có bê sandal không chị? Không chị ơi, em không có bê sandal rồi. Em like ngăn luôn nhá. Đây chị Tiên Tiên, 39 nha, size 39. Ai lại thì comment cho em nha. Có 39 là 36. Có 39 là 36 nha các tình yêu ơi. Dạ rồi ạ. 39 nha. Ai lấy 39 comment cho em 39 là 36 nè. Đây ạ. 35 nha mấy chị ơi. 35 để vàng nhá. 35 để vàng ạ. 35 để vàng. Ai lấy 35 thì comment cho em 35 nha. Ai lấy 35 thì comment cho em 35 giúp em nè. Đây nha mấy chị ơi, 39. Sao 39 hả? Cái này cũng đẹp này mấy chị. Cái này chị nào chân to mang cũng đẹp nè. Đây đẹp lắm. 39 nha, cái này là size 39 hả? Đây size 35. 119 chị ạ. Dạ 119 nãy em trả lời N còn 1.000 lần rồi chị, chứ không phải là một lần nữa ấy. Chị bảo là em không trả lời cơ ấy. Dạ rồi. Vậy thôi em kết thúc like đi các chị yêu ơi. Có gì mai em like nhá. Ai ban ngày này em cho về hàng mới nha mọi người ơi. Nên là mai em sẽ like tiếp tục nha. Bye bye mấy chị yêu. Em sẽ like lúc 12 giờ trưa hàng ngày nhá. Tạm biệt mấy chị.